Hàng hoa lan của mình xin chào cô chú. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con có hai mặt hoa của vùng Di Linh nha cô chú. Và đây là mặt hoa của cây dạt Di Linh thác khói. Và đây là mặt hoa của cây nụ tam bố nè cô chú. Một bên là thác khói, một bên là nụ tam bố nha cô chú. Và hiện tại bên vườn con thì cây bên con là cây dâu hạt. Đây là hai mặt hoa mẹ của hai loại nha cô chú. Nụ tam bố và đây là mặt hoa của cây Di Linh thác khói. Và hiện tại thì cửa hàng bên con đang bán với giá là 160.000 một chậu giá bán lẻ. Cô chú mình mua một cặp sẽ được giảm giá xuống là còn 290.000 nha cô chú. Sẽ được giảm 30.000 khi mà cô chú mua một cặp đó. Nụ tam bố và thác khói. Và sau đây con sẽ giới thiệu với các cô chú một số hình cây của nó. Và cây đầu tiên con xin giới thiệu với các cô chú đây là cây Di Linh thác khói nha cô chú. Giá là 160.000 một chậu. Cô chú mình mua được một cặp sẽ được giảm giá là còn 290.000 một cặp nha cô chú. Đó. Kích thước cây khoảng 6-7 cm. Đây là hình cây của Di Linh thác khói nha cô chú, đã đứng ngọn. Đây là hàng gieo hạt. Cây rất là mướt nha cô chú. Số lượng hiện tại thì bên con chỉ còn khoảng 50 chậu thôi. Đó. Di Linh thác khói. Đây. Một thân nha cô chú, giá là 160.000 một cặp là 290. Sẽ được giảm giá 30.000 cho một cặp nha cô chú. Đây. Cây mập ú luôn cô chú, rất là đẹp. Đó. Đây là hàng gieo hạt nha cô chú. Cây đầu tiên là cây Di Linh thác khói. Tiếp tục thì con sẽ giới thiệu với các cô chú cây dây hạt Di Linh nụ tam bố. Và tiếp tục đây là hình cây của cây nụ tam bố nha cô chú. Mà hoa mẹ của nó là cực kỳ đẹp luôn. Và đây là mặt hoa mẹ cây nụ tam bố nha cô chú. Cánh bầu rất là đẹp. Và giá của nó cũng là 160.000 một cặp là 290 nha cô chú. Di Linh xương, xin lỗi cô chú, Di Linh nụ tam bố. Và dài được khoảng 7-8 cm nè. Có một cái thân thì nó vẫn còn đang đi ngọn nên nó chưa có nụ nha cô chú. Và khi đứng ngọn thân sẽ bắt đầu nụ ra. Giá là 160. Và số lượng của nó thì cây này cũng gần giống như vậy nè. Và giá của nó thì 160.000. Số lượng thì cũng còn khoảng có 50 chậu thôi cô chú, không có nhiều. Dạt Di Linh nụ tam bố giá là 160.000. Và đây là cây thác khói, cũng có giá là 160.000 luôn. Cô chú mua một cặp sẽ được giảm giá xuống là còn 290.000 cho một cặp. Số điện thoại bên con là 0908 846 804. Địa chỉ cửa hàng Hoa Lan nằm ở phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và cửa hàng Hoa Lan của mình xin chào cô chú.